Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 329 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự động viên, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, nhắc đến vô cực là vô cùng vô tận. Mỗi một đạo bát đạo luân hồi đều có vô cực biến hóa, không có điểm cuối cùng. Càng huống chi, lúc bây giờ còn có hơn 24.000 đạo bát đạo luân hồi. Trước mắt Hắc Đế chỉ ở trong biến hóa thứ nhất của thời không vô cực đầu tiên. Khảo nghiệm của hắn không phải là Bạch Đế mà là Tư Mệnh và Chư Thần của thời đại Hắc Ám. Lúc bây giờ, nếu hắn có thể đánh chết Đại Tư Mệnh, trừ đi toàn bộ Chư Thần sẽ có thể phá giải biến hóa đầu tiên của cửa ải đầu tiên. Nhưng phía sau còn có vô cùng vô tận biến hóa đang chờ đợi hắn. Vô cùng vô tận dằn vặt đang chờ đợi hắn. Hơn nữa, thời gian trong thời gian vô cực có chút quỷ dị. Đối với đám người Trung Nhạc, thời gian bên trong chưa qua cực nhanh, một khoảnh khắc mấy ngàn tuế nguyệt, mà đối với Hắc Đế, thời gian bên trong lại hoàn toàn bình thường. Hắn sẽ trong thời không cầu kinh lịch tuế nguyệt khôn cùng, luân hồi vô tận, vô số cực khổ dằn vặt, sẽ chết một lần rồi lại một lần. Sư huynh, hiện tại ngươi có thể mang hắn ra khỏi cấm khu thời không này rồi. Trung Nhạc đưa thời không cầu cho Phong Hữu Trung. Hắc Đế trong này là Hắc Đế của 10 vạn năm trước, còn có chênh lệch không nhỏ so với Hắc Đế hiện tại. Phong Hữu Trung thu hồi thời không cầu. Hắc Đế của 10 vạn năm trước đã cực kỳ cường đại, đã tu thành lục đạo luân hồi. Trên nhiều phương diện đều có tạo nghệ kinh người, ví dụ như Vũ Thanh Trụ Quang, ví dụ như Nguyên Rủa Huyết Mạch, thành tựu của hắn đều có thể xưng là kinh người. Hắc Đế hiện tại đã gần như tiếp cận đạo thần, có thể nói chỉ thiếu chút nữa là sẽ có thể lột bỏ cấu thân. Hắc Đế quá khứ căn bản không thể so sánh. Bất quá, từ trên người Hắc Đế quá khứ, tuyệt đối có thể suy tính ra được Hắc Đế hiện tại đã tu huyện luyện tới trình độ nào. Rất có trợ giúp đối với việc bọn họ trừ đi Hắc Đế hiện tại. Đám người bọn họ đã bị tiếp dẫn tới cấm khu thời không thứ 6 rồi. Chúng ta không thể chạy qua được. Cấm khu thời không thứ 6 đã biến mất rồi, hoặc là đã trở về đạo giới. Từng gã Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên tiếng nói. Chúng ta không thể tiến vào đạo giới được, trừ khi ta tiến hành giải khai phong ấn phàm huyết. Không biết toàn bộ ta đồng thời giải khai phong ấn sẽ có thể bị kéo vào trong cấm khu thời không thứ 6 hay không đấy. Toàn bộ thân tương lai của hắn đều là một trong đoạn thời gian 3 ngày bị hắn lấy ra. Những thân tương lai này cũng đều ở trong một đoạn thời không độc lập, bị thần thông luân hồi cắt đứt liên hệ với bản thể. Bất quá, lúc đó Trung Nhạc vẫn chưa giải khai phong ấn phàm huyết, bởi vậy những thân tương lai này của hắn cũng chưa giải khai phong ấn phàm huyết. Hiện tại bản thể đám người Trung Nhạc và Phong Hữu Trung đã tiến vào cấm khu thời không thứ 6. Các thân tương lai muốn tiến vào chỉ có con đường giải khai phong ấn phàm huyết là có thể đi được. Bất quá, cấm khu thời không thứ 5 đã tiêu tan, bọn họ còn có thể bị tiếp dẫn tới cấm khu thời không thứ 6 hay không, Trung Nhạc cũng không dám khẳng định. Đạo giới, có thể thử một lần. Ánh mắt của Phong Hữu Trung chớp động nói, ta đối với đạo giới cũng cực kỳ hứng thú, bất quá nhằm để ổn thỏa. Ngươi cần lưu lại một gã thân tương lai. Sao? Lưu lại một gã thân tương lai ư? Trung Nhạc thoáng ngẩn người, nhất thời tỉnh ngộ lại. Cấm khu thời không thứ 6 biến mất, nói rõ nó đã quay trở lại đạo giới. Nhưng nếu tất cả bọn họ bị nhốt trong đạo giới, không thể đi ra, về gã thân tương lai lưu lại này sẽ có thể giải khai phong ấn phàm huyết, khiến cho cấm khu thời không thứ 6 một lần nữa xuất hiện trong lục đạo giới. Cứ như vậy, cấm khu thời không thứ 6 chính là một cây cầu nối và thông đạo có thể để cho bọn họ rời khỏi đạo giới được. Sư huynh suy tính không sai. Trung Nhạc nhanh chóng nói, người cũng phải lưu lại một gã thân tương lai ở đây. Nếu tất cả chúng ta không trở về được, còn cần ngươi giải khai phong ấn thần huyết phục khí, nó không chừng chúng ta vẫn còn cơ hội. Phong Hữu Trung gật đầu, hai người đều tự lưu lại một gã thân tương lai. Trung Nhạc lại nói, trước thời hạn 3 ngày
Bất luận có thành công hay không, đều nhất định phải giải khai phong ấn phàm huyết. Hơn 2 vạn gã trung nhạc đồng thời giải phong, thời không đột nhiên chấn động, cấm khu thời không thứ 6 một lần nữa xuất hiện, truyền tới hấp lực khủng bố, kéo vô số trung nhạc về phía cấm khu thời không thứ 6. Ta đã biết kẻ bày ra cấm khu thời không thứ 6 là ai rồi. Một gã trung nhạc đột nhiên cao giọng nói, từ trước tới nay chưa từng có ai phá giải được đại thần thông của hắn cả. Chính là đại thần thông ngay cả tiên thiên thần ma cũng có thể gạt bỏ. Thiên và Lôi Trạch đại nhân, bọn họ sợ rằng có chút không ổn rồi. Từng chiếc thiên dực cổ thuyền nhất thời căng buồm, chở theo từng gã trung nhạc và phong hữu trung bay thẳng về phía cấm khu thời không thứ 6. Mà ở sau lưng bọn họ còn lưu lại một chiếc thiên dực cổ thuyền. Trên thuyền có một gã trung nhạc và phong hữu trung. Hai người ngồi xếp bằng ở đấy, lặng lặng chờ đợi. Bên trong cấm khu thời không thứ 6, một chiếc thiên dực cổ thuyền đột nhiên xuất hiện. Trên đầu thuyền, sắc mặt đám người trung nhạc, phong hữu trung, Lôi Trạch, Thần Hậu, Tương Vương, Thiên, Càn Đô, Mẫu Hoàng và Táng Linh khẩn trương đảo mắt quan sát bốn phía. Ánh mắt đám người không khỏi dại ra. Đây chính là đạo giới sao? Lôi Trạch của thần cảm thụ được khí tức đại đạo vô cùng tinh túy. Ngay cả tiên thiên quả thụ trong tay của hắn cũng cành lá chập chờn, hấp thu năng lượng trong cấm khu thời không thứ 6 này. Nhưng một màn trước mắt thật sự là khiến cho hắn không thể tiếp nhận. Lôi Trạch của thần lẩm bẩm nói, nơi này không phải là đạo giới chân chính. Đạo giới không có khả năng là như vậy. Tuyệt đối không có khả năng. Ta từng nhìn thấy qua đạo giới chân chính rồi. Tuyệt đối không có khả năng là cái dạng này. Ngay cả Thiên cũng thất hồn lạc phách, bộ dạng như cha mẹ chết vậy, không ngừng lẩm bẩm, đây không phải đạo giới, tuyệt đối không phải. Nơi này chỉ là cấm khu thời không thứ 6. Ta từng nhìn thấy qua hư ảnh của đạo giới rồi. Đó là địa phương hoàn mỹ chân chính, là địa phương khiến cho toàn bộ tồn tại đều hướng tới. Tuyệt đối không có khả năng có những tỉ vết này. Thần Hậu nương nương cười lạnh một tiếng nói, ta đã sớm nghi ngờ đạo giới là một âm mưu, hiện tại xem qua quả nhiên là như vậy. Tương Vương ruột đầu một cái lẩm bẩm, đây là đạo giới sao? So với ta khai thiên thất bại còn tàn phá suy tàn hơn kìa. Mẫu Hoàng Đại Đế đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại là thất vọng, cười hăng hắc, đây chính là đạo giới mà vô số thần nhân vẫn luôn ước cao hướng tới đó sao? Bên ngoài vô tàng nặng ngọc, bên trong thì tối nát như vậy, quả thật là buồn cười. Càn Đô Thần Vương lắc đầu, đây tuyệt đối không có khả năng là đạo giới được. Đạo giới chân chính là không có tỉ vết kìa, không có dơ bẩn. Đây là thế giới mà tôn đạo thần kia chế tạo ra trước mắt chúng ta thôi, dùng để mê hoặc chúng ta, đả kích đạo tâm của chúng ta kìa. Cặp mày của Trung Nhạc và Phong Hữu Trung cũng nhíu chặt, cảm thấy một màn trước mắt khó có thể tin nổi. Cấm khu thời không thứ 6 trước mặt bọn họ chỉ có phân nửa, phảng phất như chỉ là một nửa tòa bí cảnh. Với tương liên thời không của đạo giới, mà đạo giới chính là đang xuất hiện trước mặt bọn họ. Chỉ là đạo giới trước mặt thật sự quá tàn phá, khắp nơi trên không trung đều là khe nứt, núi non tàn phá giống như răng nanh lởm chởm, khắp nơi trên đại địa cũng đều là tàn phá, không trung tràn ngập xú khí nồng nặc, khắp nơi đều là lôi điện ầm ầm đùng đùng đánh tới đánh lui. Còn có một khe nứt thật lớn đang tuôn chảy khí hỗn độn vào trong đạo giới, phảng phất như thác nước đang ầm ầm rơi xuống. Trên một vài đỉnh núi đổ nát còn thấm đầy vết máu, dưới chân núi là từng cái huyết hồ dày đặc. Đạo giới là một địa phương không có sinh lão bệnh tử, khiến cho tất cả sinh linh đều hướng tới, vậy mà lại xấu xí như vậy, quả thật nằm ngoài dự liệu của tất cả bọn họ. Cho dù là Trung Nhạc đối với đạo giới cũng là vô cùng hướng tới, nhưng nhìn thấy một màn trước mắt này lại khiến cho hắn có chút không thể tiếp nhận. Đổ nát hoang tàn, mặc dù tràn ngập đại đạo thuần túy, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác rằng đây không phải là đạo giới mà chính là quỷ vực vậy. Đây thật sự là đạo giới sao? Trung Nhạc không nhịn được lẩm bẩm nói. Bất quá hắn vẫn nhìn ra được đạo giới có chút địa phương không giống với tầm thường. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều là do đại đạo biến thành. Cho dù là đám huyết hổ kia hoặc là đám xú khí tràn ngập khắp nơi trong không gian kia cũng đều là do đại đạo ngưng tụ mà thành. Đám núi non đổ nát kia, những vết rách trên không trung cùng với toàn bộ đám mây mù hỗn loạn mất trật tự kia đều là đại đạo tiên thiên cực kỳ tinh thuần. Chỉ là đám khí hỗn độn kia lại không biết từ đâu tới, vừa không phải là đại đạo cũng không phải là thần thông tạo thành. Đột nhiên một đạo thanh âm dày nặng vang lên, nhàn nhạt nói, các người nhất định là rất thất vọng phải không? Bất quá đạo giới chính là như vậy, bởi vì đạo giới từ đầu tới cuối cũng chỉ là một cái bẫy mà thôi, bẫy dập đạo thần. Đám người Trung Nhạc vội vàng theo tiếng mà nhìn lại, bọn họ chỉ nhìn thấy một tôn đạo thần nguy nga. Hắn đứng sừng sững ở nơi đấy, bất luận nhìn từ phương vị nào đều chỉ thấy chính diện của hắn, vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy sau lưng của hắn được.
Đây là một vị tồn tại hoàn mỹ, có một dung nhan khiến cho bất luận thần ma nào ở trên thế gian đều vô cùng tự tin và mặc cảm. Hắn hoàn mỹ tới trình độ không tìm được bất luận một tia khuyết điểm nào. Thân thể lôi trạch của thần đại chấn, thất thanh nói: "Tứ diện thần, đại tư mệnh." Tứ diện thần chính là danh hào của đại tư mệnh, chính là nói bất luận nhìn đại tư mệnh từ phương diện nào đều chỉ nhìn thấy chính diện của đại tư mệnh, không thể nhìn thấy sau lưng hắn được. Hơn nữa, đại tư mệnh cũng là tồn tại hoàn mỹ nhất. Tôn đạo thần này cũng là tồn tại hoàn mỹ nhất. Giữa hai người bọn họ cơ hồ không nhìn ra có bất luận khác biệt gì, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng giống nhau như vậy. Nhưng hắn lại không có khả năng là đại tư mệnh. Đại tư mệnh vẫn còn đang ở hạ giới. Bất quá, bất luận đám người trung nhạc nhìn từ góc độ nào, hắn đều là đại tư mệnh, bộ dáng giống đại tư mệnh như đúc vậy. Lẽ nào đại tư mệnh đã thành công ở ra đạo giới rồi sao? Tương Vương đột nhiên thất thanh nói: "Năm xưa đại tư mệnh xuất lĩnh chư thần trong thiên hạ mở ra đạo giới, sau khi đánh lén đã vẫn lạc. Chẳng lẽ năm xưa còn có bí ẩn khác hay sao? Đại tư mệnh đã chết kia thật ra chỉ là cấu thân của đại tư mệnh, mà đại tư mệnh chân chính thì đã tiến vào đạo giới sao?" Thân thể của Càn Đô Thần Vương đại chấn, thất thanh nói: "Người quả thật là đại tư mệnh sao? Ở hạ giới chỉ là cấu thân của ngươi thôi sao? Ngươi thật sự đã trở thành đạo thần rồi sao?" Lôi trạch của thần lạnh lùng nói: "Vậy sao hắn lại muốn liên hợp với đám phản bội bọn Hắc Đế Bạch Đế hại chết cấu thân của chính mình trong Chấn Thiên Phủ đây? Hắn không phải là đại tư mệnh, chẳng qua là ngụy trang thành bộ dạng của đại tư mệnh mà thôi. Ngươi đừng hòng mà lừa gạt được ta." Trên mặt của Tôn Tứ Diện Thần kia mang theo nụ cười, thản nhiên nói: "Cấu thân chính là cấu thân, vĩnh viễn cũng không hiểu đạo diệu. Lôi trạch, chân thân của ngươi đã trở thành đạo thần, ngươi hẳn là biết rõ ngươi không thể liên lạc với chân thân của ngươi được, bởi vì chân thân của ngươi xem ngươi là thứ dơ bẩn, không phải là hắn ta. Thần hậu, có phải hậu thổ nương nương cũng đã xem ngươi là thứ dơ bẩn, không muốn có bất luận liên hệ gì với ngươi nữa hay không? Nếu bản thể các ngươi đều là như vậy, sao ta lại không thể xem đại tư mệnh tại hạ giới thành thứ dơ bẩn được kia?" Sắc mặt của Lôi Trạch của thần khẽ biến, thần hậu nương nương cũng không khỏi biến sắc, đột nhiên cười khanh khách nói: "Nói thật hay, bất quá ngươi thì chung cũng không phải là đại tư mệnh, bởi vì vị tồn tại ám toán đại tư mệnh kia hơn 100 vạn năm trước sớm đã giết chết Khởi Nguyên Thần Vương rồi, rồi giả mạo thành Khởi Nguyên Thần Vương ẩn núp bên cạnh đại tư mệnh. Ngươi chính là gã Khởi Nguyên Thần Vương đó sao? Ngươi có thể giả mạo Khởi Nguyên Thần Vương, cũng có thể giả mạo đại tư mệnh." "Sao ngươi biết ta chính là Khởi Nguyên giả?" Ngữ khí của Tôn Tứ Diện Thần kia có chút thú vị nói: "Phán đoán suy luận của các ngươi là dựa xây dựng trên trụ cột ta chính là hắn. Nếu ta không phải là hắn, các ngươi còn cảm thấy ta không phải là đại tư mệnh nữa hay sao?" Sắc mặt của Thiên Âm Tình bất định, trên mặt hiện ra trận trận nghi vấn. Loại tình huống này, cho dù là hắn cũng khó có thể quyết đoán, không thể phân ra lời nói nào mới là thật. Trung Nhạc cẩn thận quan sát Tôn đạo thần này cũng không nhìn ra thật giả. Nếu những gì thần hậu nương nương nói là sự thật, vậy Tôn đạo thần này ngược lại là có thể dùng giả mà cháo thật. Nếu Tôn đạo thần này thật sự là đại tư mệnh, vậy thì quá điên đảo. Bất quá, loại điên đảo này có khả năng cực thấp. Có năng lực chế tạo ra cấm khu thời không thứ 6 bên trong đạo giới, hơn nữa còn có thể lưu lại ý thức của chính mình, không bị đạo giới đồng hóa, ta chưa từng gặp qua một người. Trung Nhạc đột nhiên nói: "Chính là vị tồn tại đã thi triển nhất niệm vạn giới sinh kia. Ta ở trong luân hồi táng khu từng thấy qua đại thần thông hỗn độn mà hắn lưu lại. Hiển nhiên chỉ có ở trong thần thông nhất niệm vãn sinh giới của hắn mới có thể làm được đang ở đạo giới mà cũng không ở đạo giới kìa." Tôn Tứ Diện Thần kia nhìn về phía hắn, Trung Nhạc chợt dâng lên một tiếng, khóe miệng tươi máu. Ánh mắt của hắn thật sự đáng sợ, chỉ mới liếc mắt nhìn một cái, Trung Nhạc đã cảm thấy chính mình giống như bị thần thông chảm đạo chém trúng vậy. Đại đạo trong cơ thể tán loạn, khó có thể ổn định lại được. Đạo tâm cũng trở nên dao động, rất có xu thế đạo tâm thất thủ. "Một gã phục khi nho nhỏ sao có thể hiểu được đạo diệu của ta đấy?" Tôn Tứ Diện Thần kia bật cười nói: "Ngươi cho rằng nhất niệm vạn sinh giới chính là thần thông của ta hay sao? Sao ngươi biết ta không phải là ngươi?" Dung mạo và vóc dáng của hắn đột nhiên biến hóa, biến thành dung mạo của Trung Nhạc, nhưng tu vi thực lực lại cường đại hơn Trung Nhạc không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, càng thêm quỷ dị chính là bất luận nhìn từ phương diện nào đều chỉ nhìn thấy chính diện của hắn. Hắn mỉm cười nói: "Một cái liếc mắt vừa rồi kia của ta sử dụng chính là thần thông chảm đạo của ngươi. Ngươi hẳn là biết được ta chính là ngươi, bất quá ta là ngươi dưới trạng thái hoàn mỹ nhất kìa."
Người rốt cuộc là ai? Lô Trạch cổ thần tiến về phía trước một bước, chen lại trước người Trung Nhạc, tế khởi tiên thiên quả thụ, cười lạnh một tiếng hỏi. Người bày ra cửa ải phong ấn lục đạo cuối cùng, rốt cuộc là muốn gì? Thật ra, ta chính là ngươi. Hình dung của tôn tứ diện thần kia đột nhiên lại biến hóa, khuôn mặt vậy mà giống Lô Trạch cổ thần như đúc vậy. Nhưng quỷ dị chính là, hình thái của hắn không ngờ lại là hình thái tứ diện thần. Bất luận nhìn từ phương diện nào, đều chỉ nhìn thấy chính diện của hắn, không thể nhìn thấy sau lưng hắn được. Tôn tứ diện thần kia mỉm cười nói, Lôi Trạch, người bất quá chỉ là cấu thân của ta, là thứ dơ bẩn của ta biến thành mà thôi. Chính vì nguyên nhân này, cho nên ta mới vứt bỏ ngươi. Người đối với ta chỉ là một thứ phế vật, vô dụng, tự nhiên là phải vứt bỏ rồi. Khốn kiếp mà. Lôi Trạch của thần giận dữ, ngâm dài một tiếng, hiện ra chân thân bản long. Long thân khoanh tròn dưới tiên thiên quả thụ, dị tượng ngàn vạn, sát khí đằng đằng. Thần hậu nương nương tiến về phía trước một bước, anh tư hào sảng, cười lạnh một tiếng nói. Vị đạo hữu này, nếu ngươi là đạo thần, sao lại làm ra các loại cử động này vậy? Muốn tiêu diệt Phục Hy thần tộc như vậy hay sao? Ngươi làm như vậy, không khỏi tổn hại thân phận của ngươi rồi. Dung nhan của tôn tứ diện thần kia khẽ biến, bộ dạng giống như thần hậu nương nương như đúc vậy, cũng là đồng người thân rắn, thế nhưng khí tượng phi phàm. Tu vi thực lực càng mạnh hơn thần hậu nương nương không biết bao nhiêu lần, cũng là hình thái tứ diện thần. Hắn lạnh nhạt nói, thần hậu, ngươi là cấu thân của ta, sao lại biết được đạo diệu của ta đấy? Mau lùi xuống đi. Sắc mặt của thần hậu nương nương tái nhợt, nâng phủ tang thần thụ lên, sát cơ mãnh liệt. Trung Nhạc mượn tới linh căn phủ tang thần thụ, tự nghĩ không có thực lực để sử dụng, bởi vậy mới giao cho nàng ngự sử. Mặc dù thực tính của thần hậu nương nương và phủ tang thần thụ không phù hợp, nhưng ít nhiều cũng có thể phát huy ra 7-8 thành uy lực của cây linh căn này. Thiên mỉm cười nói, các vị khoan hãy nổi giận. Vị đạo huynh này, lần này chúng ta tới đây là muốn mở ra một tầng phong ấn cuối cùng của Phục Khí, cũng không phải là muốn đối địch với đạo huynh đâu. Nếu đạo huynh để cho chúng ta rời khỏi đạo giới, chúng ta sẽ lập tức xoay người bỏ đi, không dám quấy rầy sự thanh tịnh của đạo huynh. Đạo huynh suy nghĩ thế nào? Dung mạo của tôn tứ diện thần kia đột nhiên lại thay đổi, biến thành một tôn thần không có mặt, không có mũi, không có mắt, không có miệng, không có tai, chính là hình thái của Thiên. Trên mặt của Thiên quang mang lượn lờ, trong nội tâm vạn phần kinh hãi. Tôn tứ diện thần này biến thành hình thái của hắn, vậy mà cực kỳ tương đồng với hắn. Bất quá, Thiên do tôn tứ diện thần biến thành kia cao minh hơn hắn rất nhiều. Đó là Thiên đã lột đi thân thể tế tự thần, là tiên thiên chi thiên, là thiên hoàn mỹ nhất, chính là cảnh giới mà hắn nằm mơ cũng muốn đạt tới. Hình thái của ta lúc hoàn mỹ chính là như vậy hay sao? Thiên lẩm bẩm nói, đây chính là hình thái mà ta mong muốn nhất, là trạng thái sau khi ta hoàn thành bổ thiên, thiên nhân thoát xác, dung nạp tiên thiên thiên đạo, ta sẽ có thể không chỗ nào không có mặt hay sao? Tứ diện thần mỉm cười nói, chư quân đều là tồn tại phi phàm, chỉ là ta không cho phép Phục Khi thần tộc phục sinh. Phục Khi phục sinh tạo thành phá hư quá lớn cho phiến thiên địa này, cho nên chư quân đều phải lưu lại ở chỗ này thôi. Động thủ! Lôi Trạch của thần bỗng quát lớn một tiếng. Tôn thần long của lão nhất này đột nhiên dãy dụa thân thể, quấn quanh tiên thiên quả thụ, lôi đỉnh vô biên vô tận tiến nhập tiên thiên quả thụ. Trên tiên thiên quả thụ nhất thời bạo phát ra 99 loại đại đạo tiên thiên, ầm vang chấn động, giết về phía tôn tứ diện thần kia. Cùng lúc đấy, thần hậu nương nương hiện ra chân thân tiên thiên đại xà. Tiên thiên đại xà phân ra thủy và thổ. Hoa Tư nương nương là thủy, mà nàng chính là thổ. Khí huyền hoàng vô biên vô tận lan tỏa xung quanh thân thể đại xà. Đại xà phóng người trong khí huyền hoàng, giết về phía tôn tứ diện thần kia. Khí huyền hoàng giống như đại lục bằng phẳng, đột nhiên xoay tròn, biến thành một vòng xoáy. Một cây hỏa thụ từ trong khí huyền hoàng nặng lề dâng lên, hỗn độn hỏa lan tỏa, từng vầng thái dương xoay chuyển xung quanh thần thụ, dưới sự ngự sử của thần hậu nương nương quất thẳng về phía tôn tứ diện thần kia. Đàm phán không xong, chỉ có thể động thủ rồi. Thiên thở dài một tiếng, toàn thân đột nhiên lay động, hiện ra 30 cánh tay, 30 thiên đạo biến thành 30 kiện bảo vật thiên đạo. 30 kiện bảo vật thiên đạo cùng nhau lay động, từ một hướng khác giết về phía tôn tứ diện thần kia. 30 thiên đạo, 30 bảo vật thiên đạo, đây đã là thực lực đỉnh phong của hắn. Cho dù trong trận chiến chém giết tà đế, hắn cũng chưa từng toàn lực mà xuất thủ. Hiện tại, đối mặt với tôn đạo thần quá lạ này, hắn không thể không dốc sạch toàn bộ năng lực. Càn Đô Thần Vương thoáng chần chừ một chút, sau đấy cũng dịch chuyển bước chân, biến thành một đạo lưu quang. Uy năng của 19 tiên thiên thiên đạo nhao nhao bạo phát, đạo âm kéo dài vang vọng, lao thẳng về phía tôn tứ diện thần kia. Tiên thiên thiên đạo của hắn bất đồng với 30 hậu thiên thiên đạo.
càng cao cấp hơn, càng thuần túy hơn, cổ lão hơn. So với thiên chính là mỗi người mỗi vẻ, thực lực cũng không yếu hơn thiên chút nào. Thiên hà! Tương Vương quát lớn một tiếng, hiện ra chân thân tiên thiên huyền quy, tế khởi thiên hà. Dòng thiên hà hạo hãn giống như một con đằng xà, vần quanh thân thể của hắn, cọ rửa ngang dọc, cũng giết về phía tôn tứ diện thần kia. Lực lượng của hắn có thể xưng là kinh thiên động địa, so với lôi trạch của thần thậm chí cũng không thua kém chút nào. Mà thiên hà lại càng là bảo vật khai thiên lưu lại. Dòng thiên hà vừa khẽ động, thời không nhất thời vỡ nát, hết thảy đều phải lui tránh, khó có thể ngăn cản một kích toàn lực của hắn được. Cũng trong lúc đấy, mẫu hoàng đại đế hiện ra chân thân côn tộc thật lớn, hạ thân là côn trùng, trên thân trên là thân người, vô số xúc tu tung bay, tế khởi thần khí vãng sinh khổng lồ, xoay chuyển bay vút lên, cũng giết về phía tứ diện thần. Thực lực của nàng hơi có chút yếu kém, nhưng thần khí vãng sinh lại có công năng thần kỳ, chẳng những có thể khống chế linh hồn, khiến cho linh hồn chuyển thế, cũng có thể khiến cho địch nhân vãng sinh. Táng Linh Thần Vương cũng đang định xung phong liều chết giết tới, đột nhiên Trung Nhạc đã quát lớn: "Táng Linh, tế luân hồi đăng!" Táng Linh Thần Vương lập tức dừng bước, phi thân bay vào trong bí cảnh nguyên thần của Trung Nhạc, toàn lực tế khởi luân hồi đăng. "Sư huynh!" Trung Nhạc vừa nói, đột nhiên một cỗ chấn động vô cùng kịch liệt truyền tới. Lôi trạch cổ thần, thần hậu nương nương, thiên, càn đô thần vương, tương vương, mẫu hoàng đại đế nhao nhao giơ lên một tiếng, bay ngược về phía sau. Bọn họ cơ hồ cùng một lúc công kích về phía tôn tứ diện thần kia, hơn nữa còn là từ bốn phương tám hướng công kích về phía hắn. Nhưng quỷ dị chính là, bất luận kẻ nào cũng đều cảm thấy chính mình đang công kích chính diện, hơn nữa còn đối mặt với phản kích chính diện của tôn tứ diện thần kia. Tôn đạo thần kia chỉ công ra một kích, nhưng tất cả bọn họ lại cùng một lúc đón đỡ một kích cực kỳ mạnh mẽ của tôn đạo thần này. Lôi trạch của thần đối mặt chính là lôi trạch đạo thần, cả hai người đều thi triển ra cùng một loại thần thông, cực kỳ nóng cháy, cực kỳ bá đạo. Lôi trạch của thần dùng long lân làm kiếm, tiên thiên long lân kiếm vô cùng cường hãn, nhưng đối phương vậy mà cũng sử dụng tiên thiên long lân kiếm. Song phương giao phong, uy năng của đại đạo lôi đình bùng phát, quang mang chói mắt bao phủ toàn thân lôi trạch của thần. Ngay cả tiên thiên quả thụ cũng bị kiếm quang của chúng, vô số cành lá rào rào run rẩy. Khí hỗn độn dưới rễ cây bị chấn cho văng bắn tứ tán, thần kiếm trong tay lôi trạch cổ thần biến thành từng đám long lân nhao nhao mà chóc ra. Mà ở phía bên kia, thần hậu nương nương cảm thấy kẻ đối mặt với mình là hậu thủ nương nương dưới trạng thái đạo thần. Tôn tứ diện thần kia vậy mà biến thành bộ dáng giống nàng như đúc vậy, thi triển ra thần thông tương đồng, dùng lực lượng cực kỳ bàng đại ép nàng quay trở ngược về trong khí huyền hoàng. Lá cây phủ tăng thần thụ ầm ầm đùng đùng vỡ nát, cũng bị ép khiến cho chìm vào trong khí huyền hoàng. Mà cũng trong lúc đấy, thiên mạnh mẽ va chạm với tôn tứ diện thần kia, chính là tăng ngộ với thiên dưới hình thái tiên thiên thần. 30 kiện bảo vật thiên đạo va chạm với 30 kiện bảo vật thiên đạo, hậu thiên hóa thành tiên thiên. Chỉ mới va chạm một lần, đám bảo vật thiên đạo trong tay của thiên ầm ầm đùng đùng vỡ nát, đạo thương trên người nổ tung bay ngược ra phía sau. Càn đô thần vương thì đối mặt với một tôn càn đô thần vương khác, chính mình dưới trạng thái đạo thần, sau đấy bị chính mình tầng tầng đánh bay, toàn thân máu me vung vẩy ở giữa không trung. Mà Tương Vương thì gặp được đối thủ đáng sợ nhất. Năm xưa hắn bị đầu độc chạy đi khai thiên, sau đấy bị trọng thương, mãi gần đây mới hoàn toàn khỏi hẳn. Hiện tại hắn công kích về phía tôn tứ diện thần kia, hình thái mà tôn tứ diện thần kia biến thành lại là bản thân hắn sau khi khai thiên thành công, đã trở thành đạo thần. Dầm! Thiên hà ở một tiếng đứt đoạn, biến thành vô số khỏa tinh tú ngập trời. Tương Vương giơ lên một tiếng, lưng rùa bị dòng thiên hà của đối phương quất một cái, xuất hiện một vết nứt thật dài, thật lớn. Thần ma vãng sinh! Mẫu hoàng đại đế thì thét dài, kiện thần khí vãng sinh khổng lồ trong tay của nàng đã tăng ngộ thần khí vãng sinh hoàn chỉnh, đánh bay nàng cả người lẫn bảo vật đi. Mẫu hoàng đại đế rơi xuống đất, vô số xúc tu vội vàng sờ soạng trên dưới toàn thân, mừng rỡ như điên kêu lớn: "Ta không chết, ta vẫn sống mà!" Phốc một tiếng, nàng há miệng thổ huyết, khí tức củ rũ. Tế! Trung Nhạc và Phong Hiếu Trung đồng thời quát lớn, luân hồi đằng điên cuồng diễn sinh, chỉ một thoáng đã xuyên qua biết cảnh nguyên thần của cả hai người, tạo thành thất đạo luân hồi. Vô số cành lá của gốc linh căn này tung bay xuyên qua hư không sau đầu Trung Nhạc, sau một khắc đã xuất hiện trong biết cảnh nguyên thần của Lôi Trạch, Thần Hậu, Thiên, Càn Đô, Tương Vương và Mẫu Hoàng Đại Đế. Ong 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 ong! Lực lượng của biết cảnh thứ bảy chiếu rọi ra sau đầu bọn họ, hiện ra đạo luân hồi thứ bảy, hình thái thất đạo luân hồi hoàn mỹ. Khí tức tất cả mọi người nhất thời đều tăng vọt, thực lực đại tăng. Lôi trạch của thần thét dài, lôi hỏa ba động ngập trời, thân hình dừng lại, vô số long lân tản ra, nháy mắt đã phủ đầy không trung, giống như từng tấm gương sáng chiếu rọi thân ảnh của lôi trạch của thần. Hắn biến trở thành
hình thái đầu rồng, thân người. Tiên thiên quả thụ sau lưng bay lên, một lần nữa giết về phía tôn tứ diện thần kia. Thần hậu nương nương từ trong khí huyền hoàng chậm rãi dâng lên, biến thành đầu người thân rắn, khí thế càng lúc càng mạnh. Thực lực của nàng dưới trạng thái thất đạo luân hồi để thăng cực kỳ to lớn, không chút thua kém lôi trạch của thần. Tương vương cũng thét dài một tiếng. Thiên hà vốn đã đứt đoạn, một lần nữa ngưng tụ lại. Tôn thần vương này biến thành hình thái đầu rồng, lưng rùa, thân thể cuồn cuộn, dữ tợn, tay cầm thiên hà như roi, trưởng khống đại đạo ba động cuồn cuộn. Thực lực của đám người Càn Đô, Thiên, Mẫu Hoàng Đại Đế cũng đều tăng vọt. Lực lượng cường đại tới từ luân hồi đằng đã ổn định thất đạo luân hồi của bọn họ, khiến cho bọn họ dùng trạng thái càng mạnh hơn để tiếp tục chiến đấu. Một cỗ chấn động vô cùng khủng bố truyền tới, Mẫu Hoàng Đại Đế ngã thẳng xuống đất, phải giơ tay lên chống đỡ lấy thần khí vãng sinh. Lúc này mới không hoàn toàn ngã xuống. Thần khí vãng sinh trong tay của nàng cũng đã rách nát tả tơi. Lần này nàng đối mặt vẫn là thần khí vãng sinh bản hoàn chỉnh, uy lực lại càng mạnh hơn. Cho dù nàng dùng thất đạo luân hồi hoàn chỉnh cũng không thể nào chống lại. Toàn thân Tương Vương đẫm máu, thiên hà trong tay một lần nữa nổ tung. Lão giả này dùng thiên hà vỡ nát cuốn lấy nhục thân, tinh quang sáng ngời như ngân long ngân mãng, từng đạo vết máu trên thân thể nhao nhao nổ tung, nhuộm đỏ cả thiên hà. Thiên và Càn Đô cũng loạng choạng lùi về phía sau, cũng đều há miệng phun máu, chỉ còn lại có lôi trạch cổ thần và thần hậu nương nương, nhờ mượn uy năng của linh căn thiên địa vẫn còn tiếp tục khổ chiến. Nhưng sau một khắc, hai người đều cũng rêu lên một tiếng, toàn thân đẫm máu lùi về phía sau, thất đạo luân hồi sau đầu bị đánh tới mức rách nát tả tơi. Một kết quả khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Xem ra các ngươi vĩnh viễn cũng không minh bạch đạo thần rốt cuộc là cảnh giới như thế nào. Tôn tứ diện thần kia mỉm cười nói. Dung mạo của hắn trong mắt mỗi người ở đây cũng đều có bộ dáng bất đồng. Bất cứ kẻ nào nhìn thấy hắn cũng đều nhìn thấy chính mình ở trạng thái hoàn mỹ nhất vậy. Sao có thể như vậy được? Càn Đô thần vương có chút mờ mịt lẩm bẩm. Sao mỗi một người chúng ta đều đối mặt với chúng ta hoàn mỹ nhất vậy? Cho dù mạnh mẽ như lôi trạch của thần, mạnh mẽ như thiên, cũng có nghi hoặc đồng dạng. Bọn họ đồng thời công kích về phía tứ diện thần, tương đương với vây công đối phương. Thế nhưng mỗi một người đều giống như đang đơn độc đối mặt với tôn tứ diện thần này vậy. Mỗi một người đều tao ngộ với chính mình ở trạng thái hoàn mỹ nhất, cường đại nhất, giống như là đang chiến đấu với chính mình ở cạnh đạo thần vậy. Tôn tứ diện thần kia nói. Bọn họ không biết rõ đạo thần là cảnh giới như thế nào. Lẽ nào đạo thần thật sự cường đại tới trình độ này ư? Hoặc là tôn tứ diện thần này chỉ có một cái ngoại lệ thôi sao? Đại đạo lôi đỉnh trong cơ thể lôi trạch của thần dâng trào, toàn lực thôi động tiên tiên quả thụ. Hắn quát lớn. Ta từng trải qua vô số trận chiến trong tế nguyệt vô tận, cũng chưa bao giờ nhận thua qua cả. Lần này cũng không có khả năng thua được. Lại tới nào? Khí huyết của hắn làm bầm bạo phát, thân thể tiên thiên thần long du động. Bất kỳ một động tác nào đều là thể hiện của đại đạo. Một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo sự cuồng dã và bá đạo của viễn cổ hồng hoang. Hắn so với lúc trước còn cường đại hơn, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Dưới sự gia trì của luân hồi đằng, ảo diệu của thất đạo luân hồi đã bị hắn kích phát. Chiến long tại thiên, máu nhuộm huyền hoàng. Hai tộc Yểm Tư Thị và Phục Hy Thị đều có khí huyết vô cùng hùng hậu. Thần tâm cung cấp cho hai tộc khí huyết cường đại không gì sánh được, mà thần tâm lại chính là di truyền từ lôi trạch. Lúc này, khí huyết của lôi trạch của thần giống như đại dương tinh hải vậy, cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người đều phải líu lưỡi. Dưới sự tầm bổ của khí huyết vô cùng nồng nặc, uy năng của tiên thiên quả thụ bị tôi phát tới mức tận cùng. Quả thụ nở hoa, kết quả 99 quả tiên thiên quả thực biến thành 99 cái thế giới, phát ra một tiếng ngầm vang thật lớn, công kích về phía tôn tứ diện thần kia. Cùng lúc đấy, tất cả cường giả còn lại đều nhất tề cử động, cũng đồng thời công kích về phía tứ diện thần. Cho dù là Trung Nhạc cũng lại dài tới đất về phía Phù Tăng thần thụ, trong miệng cầu khấn, mời thần thụ thể hiện uy năng. Gốc tiên thiên linh căn này dưới sự cầu khấn của hắn vậy mà toàn diện sống lại, bùng phát ra thần uy cái thế. Từ thời đại đại tọa trở về sau, trải qua gần 200 vạn năm tuế nguyệt, hỏa kỷ và địa kỷ, vô số Yểm Tư Thị và Phục Khi Thị đã từng chiều bái Phù Tăng thần thụ. Toàn bộ lực lượng tế tự uẩn tàng trong cây cổ thụ này nhất thời bùng phát. Chỉ thấy trong cây thần thụ này truyền ra thanh âm tế tự vang vọng tới cực điểm, ức ngàn vạn thanh âm trọng điệp lại với nhau, biến thành một tiếng gào thét vô cùng to rõ, giống như hậu thiên thần ma tụng ca vậy. Ầm ầm. Toàn thân Phù Tăng thần thụ lan tỏa ra hỗn độn hỏa, đốt sập hư không, khiến cho thiên không phiến cấm khu thể không thứ 6 này cũng chậm rãi chấn động, bị hòa tan ra. Thần hậu nương nương tay cầm Phù Tăng thần thụ, oanh động nện thẳng về phía tôn tứ diện thần kia. Một khoảnh khắc bình tĩnh ngắn ngủi, tiếp theo một cỗ chấn động càng kịch liệt hơn chuyển tới. Mẫu Hoàng Đại Đế lăn lông lốc đập vào một ngọn đạo sơn,
thần khí vãng sinh soạt một tiếng bay tới, nện thẳng lên trên người của nàng, vững vàng ghim chặt thân thể nàng và trong ngọn đạo sơn tàn phá kia. Thiên khung đột nhiên giống như lưu ly vậy, ầm ầm vỡ nát, thân thể của Thiên vỡ vụn thành không biết bao nhiêu mảnh, vô số huyết vũ từ trên trời đổ xuống. Sau khi huyết vũ rơi xuống đất, vô số khối thịt nhanh chóng động đậy, dung hợp thành một chỉnh thể, biến thành một vị thần không có khuôn mặt, trên mặt tràn ngập lôi đỉnh lan lộn. Càn Đô thần vương cũng ngã văng xuống đất, bị một bàn chân lớn giẫm mạnh lên trên mặt đất. Toàn thân hắn đột nhiên băng liệt, chia ra làm 19 phần, biến thành 19 thiên đạo, viễn độn bỏ chạy, tránh thoát sát chiêu. Ở phía bên kia, tứ chi của Tương Vương bị chém đứt, thiên hà băng liệt, cái đầu vội vàng co rụt vào trong vỏ rùa, nhanh như chớp lan đi. Sau lưng của hắn một dòng thiên hà phóng vọt tới, hạo đãng đẩy hắn bay lên thật cao, không ngừng lan lộn bay về phía xa xa. Thân thể của Lôi Trạch cổ thần nằm ầm rơi xuống đất, tay chống tiên thiên quả thụ, cành lá quả thụ điêu linh. Hắn gian nan ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôn tứ diện thần kia, lẩm bẩm nói: sao có thể cường đại như vậy được? Mà ở một bên khác, đuôi rắn của thần hậu nương nương vần quanh cây phủ tăng thần thụ, huyền hoàng hải vỡ nát, đánh bay nàng cả người lẫn cây đi. Đám người không ngừng phù phù thở hổn hển, tôn tứ diện thần kia vẫn đứng nhiên tại nơi đấy, không nhận phải bất cứ thương tổn gì, cho dù là làn da cũng không bị tổn hại một tia, lông tóc toàn thân cũng không gãy mất nửa sợi. Hắn cường đại tới mức khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Bản thân hắn giống như một cái gương cầu vậy, bất luận nhìn từ góc độ nào cũng đều nhìn thấy chính mình sau khi phóng đại rất nhiều lần. Đây cơ hồ là chuyện tình không cách nào tưởng tượng, nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Bất luận là cự bá trong cổ thần vương như Lôi Trạch cổ thần, thần hậu đương nương bậc này, hay là những tân tú mới xuất hiện như Mẫu Hoàng, Thiên, hắn cũng đều có thể chiếu rọi ra một mặt cường đại nhất, hoàn mỹ nhất của đối phương được. Loại thần thông này quả thật không thể tưởng tượng, khiến cho người ta khó hiểu, không cách nào phá giải được thần thông của đối phương. Trong lòng Trung Nhạc cũng có một loại cảm giác tuyệt vọng. Nhất niệm vạn sinh giới, cái loại thần thông này quả nhiên là biến thái tới tận cùng, khó trách ngay cả Phục Vân đạo tôn cũng không cách nào phá giải. Trước đây hắn từng ở trong luân hồi táng khu nhìn thấy qua loại thần thông này, mặc dù không biết loại thần thông này thi triển như thế nào, nhưng hắn lại biết một chút ảo diệu ở bên trong. Tứ diện thần cũng không phải thật sự biến thành chính mình hoàn mỹ nhất trong mắt tất cả mọi người, đây thật ra vẫn là thần thông nhất niệm vạn sinh giới. Chỉ là loại thần thông này thật sự rất tinh diệu, ý niệm của tôn tứ diện thần này bao phủ thân thể chính mình, vô cùng vô tận ý niệm lớn nhỏ biến thành vô cùng vô tận thế giới lớn nhỏ. Vô số thế giới do ý niệm của hắn biến thành đã tạo thành hình thái một cái gương cầu. Nhìn hắn từ bất kỳ một phương hướng nào đều chỉ nhìn thấy hắn sau khi đã trải qua vô số thế giới trùng trùng điệp điệp vặn vẹo. Đám người đã nhìn thấy chính mình dưới trạng thái hoàn mỹ nhất, chính mình dưới trạng thái đạo thần từ trên người của hắn. Bọn họ công kích về phía hắn cũng sẽ bị chính mình dưới trạng thái đạo thần phản công trở lại. Chính mình dưới trạng thái đạo thần cũng không phải là chính mình mà là tôn tứ diện thần kia. Nhất niệm vạn sinh giới của tứ diện thần trong vạn giới này khẳng định có thế giới Lôi Trạch do đại đạo Lôi Đình cấu thành, thế giới hậu thiên thiên đạo do hậu thiên thiên đạo cấu thành, thế giới tiên thiên thiên đạo do tiên thiên thiên đạo cấu thành. Chỉ sợ trong nhất niệm vạn sinh giới của hắn đều có thể có thế giới đối ứng với tất cả mọi người bọn Lôi Trạch, Thiên, Càn Đô và thần hậu. Phản công bọn họ chính là bóng dáng của tứ diện thần do cái thế giới kia chiết xạ. Về phần bộ dáng giống như bọn họ dưới trạng thái đạo thần, hẳn là thủ thuật che mắt của tôn tứ diện thần này. Diện mục chân thật của hắn chính là ẩn giấu phía sau đám vạn giới trùng trùng điệp điệp. Vạn giới đã vặn vẹo quang tuyến, bất luận kẻ nào nhìn về phía tứ diện thần đều chỉ nhìn thấy chính bản thân bọn họ mà thôi. Làm sao hắn làm được, mặc dù Trung Nhạc cũng không rõ ràng cho lắm, thế nhưng nguyên lý nhất định là như vậy. Cho dù đã biết được nguyên lý, thế nhưng vẫn không cách nào phá giải loại thần thông này. Đây là một loại khiến cho người ta phải tuyệt vọng, thần thông hoàn mỹ, thần thông không thể phá giải. Lại tới! Lôi Trạch của thần quát lớn một tiếng, một lần nữa công kích về phía tôn tứ diện thần kia. Đám người lại vận khởi toàn bộ tu vi pháp lực, một lần nữa giết về phía tôn tứ diện thần. Lại là một cỗ ba động kịch liệt, toàn thân đám người đẫm máu, thương thế càng nặng hơn. Cho dù là Lôi Trạch của thần nổi danh dũng mãnh, hiện tại cũng lắc lư, khó có thể đứng vững. Mẫu Hoàng Đại Đế há miệng thổ huyết, lẩm bẩm nói: ta hắn không nên đáp ứng phục khí đi tới đây, hiện tại ta đã hối hận rồi. Thiên cũng đã hối hận. Hắn vốn cho rằng chính mình chênh lệch với đạo thần chân chính cũng không quá lớn, không ngờ đi tới nơi này mới phát hiện chênh lệch lại to lớn đến như vậy, to lớn tới mức khiến cho chính mình cũng phải tuyệt vọng. Tứ diện thần chính là một tôn tồn tại không thể chiến bại, đứng sừng sững trước mặt bọn họ, mà bọn họ những tồn tại cường đại không gì sánh được hồ phong hoan vũ dưới hạ giới này, ở trước mặt hắn chỉ giống như con kiến càng lay cổ thụ,
cực kỳ nhỏ yếu, vô cùng buồn cười. Lại tới. Lôi Trạch Cổ Thần dãy dụa đứng dậy, thần huyết đột nhiên thiêu đốt, cười lạnh một tiếng nói. Nên đại hắc ám ta đã tung hoành thiên hạ, hắc ám tiêu tan, ta cũng vẫn là một đường đánh tới. Nên đại hỗn loạn ta vẫn là tiếp tục một đường giết qua. Chỉ là một tên sâu bọ, giấu đầu giấu đuôi, không dám lộ ra chân diện mục. Lẽ nào ta lại không đánh qua nổi hay sao? Tái chiến. Phải, nói thật hay. Tương Vương bật cười ha hả, sự nhát gan khiếp sợ trước đây hoàn toàn không cánh mà bay. Lôi Trạch đạo huynh, ta quả thật không bằng ngươi. Ngươi là từ niên đại hắc ám một đường đánh tới, một đường giết qua. Mà ta thì từ niên đại hắc ám một đường trốn chạy cho tới hiện tại. Thời đại đại tư mệnh thống trị ta đã bắt đầu ẩn tàng rồi. Thời đại hắc ám tiêu tan ta cũng vẫn là ẩn tàng. Niên đại hỗn loạn ta muốn tiếp tục trốn tránh, kết quả bị đám người hắc đế bạch đế dụ dỗ chạy đi khai thiên, suýt chút nữa đã chết rồi. Từ đó về sau ta mãi vẫn luôn ẩn núp trong thiên hà. Hiện tại ta trốn không được nữa rồi. Cái đạo giới chó má này căn bản là không có chỗ có thể trốn được. Thật là khốn kiếp mà. Không thể làm gì khác hơn là đánh một trận. Chiến lực của hắn vẫn cực kỳ đáng sợ, nhưng đã không bằng trước đây, không còn cường đại như lúc trước nữa, chỉ còn có ý thức, ý chí bất khuất là vẫn vô cùng cường liệt. Nhưng ý chí có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể chiến bại vị tồn tại không thể địch nổi này. Đám người thần hậu, thiên, cản đô và mẫu hoàng đại đế bật cười ha hả, thanh âm chấn động thiên không, từ cấm khu thời không thứ 6 này truyền chấn vang vọng vào trong đạo giới chống chống chảy chảy hoang liêu điêu tàn kia. Nếu đã tránh không thoát, vậy thì liều chết tái chiến nào? Trước đây, chúng ta có khả năng là đối thủ, có khả năng là địch nhân, tương lai cũng có khả năng là đối thủ của nhau, cũng có khả năng là địch nhân. Nhưng hiện tại, chúng ta chỉ có một đối thủ duy nhất thôi, một địch nhân duy nhất thôi. Sau chấn động kịch liệt bạo phát, lại là bi thương tĩnh mịch, đám người mẫu hoàng, cản đô, tương vương ngã rạp trên mặt đất, thiên thì dãy dụa đứng dậy, thân thể lắc lư, đột nhiên lại phốc một tiếng ngã xuống. Lôi Trạch Cổ Thần và thần hậu nương nương thì chống lấy linh căn thiên địa ở trong tay chính mình, kiên trì không ngã, nhưng khí huyết cũng không còn dồi dào như trước đây nữa. Càn Đô Thần Vương nằm ngửa trên mặt đất, cực kỳ gian nan quay đầu nhìn về phía Trung Nhạc, nhích miệng cười nói: "Phục Hy, ngươi mời cường giả tới quá ít rồi, thật sự quá ít rồi. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi và Phong Thiên Nhân bế quan 3 ngày đã tu luyện được thủ đoạn gì rồi? Còn không nói nữa đi." Tương Vương nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta vốn không nên nhúng tay vào vũng nước đục này, không nhúng tay vào, ta hẳn còn có thể tiếp tục sống sót kìa." Khóe mắt của Trung Nhạc nhảy lên một cái, hắn và Phong Hiếu Trung bận rộn duy trì luân hồi đằng, không công kích tôn tứ diện thần kia, bởi vậy cũng không có bị thương, nhưng chỉ dựa vào hai người bọn họ, căn bản không có khả năng xoay chuyển chiến cuộc được. "Bất luận, các ngươi mời bao nhiêu cường giả tới, kết cục cũng đều giống như vậy, không có loại kết cục thứ hai đâu." Tôn tứ diện thần kia tăng nhanh cước bộ, đi về phía đám người, thản nhiên nói: "Cho dù các ngươi có kéo toàn bộ các thần vương, đại đế trên thế gian tới đây, kết quả cũng vẫn là như vậy. Chưa thành đạo thần, đều là kiến hôi. Hiện tại, các ngươi đã không còn lực lượng tiếp tục tái chiến nữa rồi. Thật đáng thương." Hắn khẽ giơ bàn tay lên, khoảnh khắc này, Phong Hữu Trung và Trung Nhạc nhìn thấy vô số bàn tay theo hắn giơ tay lên mà cùng nhau giơ lên. Đây chính là diệu dụng của nhất niệm vãn sinh giới. Đột nhiên cấm khu thể không thứ 6 nhẹ nhàng chấn động một cái, tôn tứ diện thần kia lộ ra thần sắc kinh ngạc, chỉ thấy từng chiếc thiên dực cổ thuyền đột nhiên xuất hiện trong cấm khu thể không thứ 6 này. 24.333 chiếc thiên dực cổ thuyền cùng nhau xuất hiện, tràng cảnh cực kỳ bao la hùng vĩ. Trên từng chiếc thiên dực cổ thuyền, từng đạo thanh âm vang lên, rất nhiều thanh âm hội tụ thành dòng. "Không thể chiến thắng ngươi, vậy thì kéo ngươi xuống hạ giới đi, khiến cho ngươi không còn là đạo thần." "Khu luân hồi thứ 7, mở lục giới nhất thống, vũ trụ luân hồi." Từng gốc luân hồi đằng gào thét diễn sinh, từ trên từng chiếc thiên dực cổ thuyền điên cuồng lan tràn, xuyên qua thiên không, xông thẳng tới đạo giới, phía sau cấm khu thể không thứ 6, ý đồ muốn liên tiếp với đạo giới. Cùng lúc đấy, vô số sợi dây leo thanh đằng vô cùng thô to điên cuồng diễn sinh, từ trên vô số chiếc thiên dực cổ thuyền lan tràn ra, xuyên thấu tầng tầng không gian, diễn sinh về phía hạ giới. Mấy vạn gã Trung Nhạc và Phong Hữu Trung thôi động hơn 20.000 gốc luân hồi đằng, xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian, đả thông thời không. Đám thanh đằng kia càng lúc càng thô, càng lúc càng lớn, kéo dài tới đầu còn lại của thời không, tiến vào khu luân hồi thứ 7, đã phá thành mảnh nhỏ, vẫn chưa thành hệ thống. Rất nhanh,
vô số gốc thanh đằng đã xuôi chuỗi vô số đạo luân hồi, liên tiếp địa ngục luân hồi trong 3.000 lục đạo giới, xỏ sâu vô số địa ngục luân hồi của 3.000 lục đạo giới cùng một chỗ. Đám sợi rễ, cành lá kia liên tiếp với luân hồi của toàn bộ những tồn tại tu thành lục đạo luân hồi trong 3.000 lục đạo giới, liên tiếp luân hồi của bọn họ và trong khu luân hồi thứ 7. Tiếp theo, vô số sợi dây leo xỏ xuyên qua tử vi, liên tiếp tất cả những chư thiên bí cảnh to to nhỏ nhỏ lại với nhau. Vô số thần ma cơ hồ đồng thời cảm giác được một cỗ lực lượng vô danh lại hạo hãn xâm nhập vào, nhưng lại không cách nào phát hiện ra cỗ lực lượng này là từ đâu mà tới. Khu luân hồi thứ 7 sắp mở ra rồi sao? Lúc bấy giờ, Tư Mệnh đang cùng với Cổ Nhạc đại chiến với chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên, thân thể đột nhiên chấn động một cái, thất thanh nói: "Sao lại mở ra vào lúc này?" Đám thanh đằng kia đã hư hóa, mắt thường, thần nhãn và thiên nhãn cũng đều không thể nhìn thấy tung tích của nó, nhưng Tư Mệnh trưởng khống kiện trọng khí lục đạo thiên luân này lập tức phát hiện ra dị biến trong thiên địa. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy đám thanh đằng thật lớn kia cùng với vô số sợi rễ tinh mịn của đám thanh đằng. Vô số cành lá cùng sợi rễ của đám thanh đằng sinh trưởng về phía vũ trụ cổ lão, tâm thần từng tôn thần vương đại đế nhao nhao chấn động, cảm thấy chính mình bị một cỗ lực lượng vô danh liên hệ. Nhưng cho dù là thần vương, cho dù là đại đế, cũng không thể nào phát hiện ra dị biến tới từ nơi nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc bấy giờ tà đế ở trong khỏa trứng lớn chấn động, kinh nghi bất định. Đại đạo thiên địa đang phát sinh thay đổi, rốt cuộc đã xảy ra sai lầm gì? Vì sao đại đạo thiên địa lại thay đổi như vậy đấy? Trong thánh địa khởi nguyên, sắc mặt của khởi nguyên thần vương cũng đại biến. Năm xưa, thời điểm đại tư mệnh mở ra tử vi, đại đạo thiên địa sao động, đã phát sinh thay đổi. Chẳng lẽ hiện tại lại có một giới nữa sắp sửa sinh ra hay sao? Dưới sinh mệnh cổ thụ, Tư Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhẹ giọng nói: "Giới thứ 6 sắp sửa sinh ra, luân hồi đằng đang trong tay hắn là do hắn làm hay sao? Thật sự nằm ngoài dữ liệu của ta mà." Vô số gốc thanh đằng không ngừng vươn tới, tương liên với lục đạo của hắn. Đám thanh đằng này vô ảnh vô hình, mắt thường không thể thấy. Đại Tư Mệnh cũng chỉ có thể cảm giác được đám thanh đằng này tồn tại, thế nhưng cũng không thể nhìn thấy. Hắn khẽ xoay bàn tay ra, đám thanh đằng kia lập tức bắt đầu héo rũ, nhưng sau một khắc đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Đại đạo sinh mệnh của ta cũng không thể trưởng khống sinh tử của luân hồi đằng hay sao? Hắn khẽ nhíu mày lẩm bẩm nói. Mà trong hư không giới, vô số sợi dây leo lan tỏa ra bốn phía, trải rộng khắp các nơi trong hư không giới, liên tiếp toàn bộ các thần linh đế linh, nhưng đám thần linh đế linh này lại không có chút cảm giác nào. Theo gió lẻn vào bóng đêm lan tỏa trong vô thanh vô ảnh, khu luân hồi thứ 7 mở ra vô thanh vô tức, chỉ có một số rất ít tồn tại mới có thể cảm giác được kịch biến phát sinh, mà những sinh linh khác lại hoàn toàn không hay biết gì cả, vẫn như cũ ngây ngô đần độn. Giới thứ 6 đã mở ra sao? Ở chỗ sâu nhất trong hư không giới, hai con mắt khổng lồ từ từ mở ra, rọi sáng hư không. Cặp mắt kia giống như hai ngọn hải đăng sáng ngời, lại giống như vô số khỏa thái dương xua tan đi hết thảy hắc ám. Giới thứ 6 mở ra, lục giới nhất thống, có lẽ áp lực của hư không giới ta cũng có thể nhẹ bớt đi một chút rồi. Là chuyện tốt hay sao? Nhưng giới thứ 6 trống rỗng nhất định sẽ dẫn phát một trận tranh đoạt huyết tinh. Không biết bao nhiêu tồn tại mạnh mẽ tử vong, áp lực của hư không giới ta lại càng lớn hơn rồi. Là chuyện xấu rồi. Trong cấm khu thời không thứ 6, luân hồi đằng từ nơi này chui vào đạo giới. Từng sợi dây leo chậm rãi hư hóa, biến thành một đầu thông đạo liên tiếp đạo giới với vũ trụ cổ lão, lục đạo giới, hư không giới và tử vi. Ngay cả đạo giới cũng bị liên tiếp cùng một chỗ với những giới khác, không trở lại cao cao tại thượng được nữa. Khu luân hồi thứ 7 thống nhất toàn bộ luân hồi trên thế gian, toàn thể vũ trụ đều bị nhất vào trong đại luân hồi thống nhất, bất luận là đạo thần hay là phàm phu tục tử cũng đều phải nhất thống. Toàn bộ lục đạo luân hồi trên thế gian này, kể cả chư thiên, kể cả địa ngục luân hồi, đều là khu luân hồi thứ 6. Nhưng hiện tại toàn bộ địa ngục luân hồi và chư thiên đều đã nối liền lại với nhau, gọi chung là khu luân hồi thứ 7. Khu luân hồi thứ 7 đã mở ra sao? Tinh thần của Thiên đại chấn, thương thế tự hồ cũng giảm bớt đi rất nhiều, trong lòng khó nén khỏi kích động. Mở ra khu luân hồi thứ 7 chính là tâm nguyện của hắn, là một con đường để cho hắn tiến vào đạo giới. Không ngờ hiện tại đã thực hiện được. Ngay sau đấy hắn lại trở nên ảo não. Mặc dù khu luân hồi thứ 7 đã mở ra, nhưng hắn cũng không thể mượn khu luân hồi thứ 7 thực hiện dã tâm của chính mình, bởi vì ngay hiện tại bọn họ đều sẽ chết. Hóa ra luân hồi đăng là dùng như vậy.
Tôn Tứ Diện Thần kia đảo mắt quan sát toàn thân chính mình, khẽ giơ tay lên cắt đứt gốc luân hồi đằng đang liên tiếp với bức cảnh của bản thân. Chỉ thấy gốc luân hồi đằng kia sau khi đứt đoạn đã tự động liên tiếp lại, vẫn như cũ nhét luân hồi của hắn vào trong phạm trù khu luân hồi thứ 7, không khỏi khẽ nhíu mày. Năm xưa, sau khi Phục Vân Đạo Tôn đánh chết Táng Địa Thần Vương, đánh nát luân hồi đằng, cũng không có phục sinh lại luân hồi đằng, thí nghiệm mở ra khu luân hồi thứ 7, ước chừng hắn cũng không thể biến luân hồi đằng thành một cái thế giới hoàn chỉnh, liên tiếp năm đại thế giới lại với nhau được. Dù sao, luân hồi đằng cũng chỉ có một sợi, sao có thể sâu chuỗi lại toàn thể sinh linh của tất cả thế giới được đây? Tôn Tứ Diện Thần kia có chút suy tư nói, hóa ra muốn sáng tạo ra khu luân hồi thứ 7 không chỉ cần một gốc luân hồi đằng. Một gốc luân hồi đằng không đủ để liên tiếp toàn bộ các thế giới lại với nhau, mà cần phải biến luân hồi đằng thành rất nhiều gốc kìa. Cần phải đi tới tương lai, cắt đứt thời không, đồng thời cùng lúc thôi động hơn 2 vạn gốc luân hồi đằng mới có thể liên tiếp năm giới lại với nhau được, biến thành thế giới thứ 6. Khi đó ta còn chút nghi hoặc, sao Phục Môn Đạo Tôn lại không phát hiện mảnh lá dây leo kia? Hóa ra ngay cả hắn cũng làm không được. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía vô số trung nhạc và phong hữu trung trên từng chiếc cổ thuyền kia, lộ ra nụ cười. Nói như vậy, sự phản phệ do mở ra một thế giới mới mà phải gánh chịu hẳn là do các ngươi thừa nhận rồi. Đại Tư Mệnh vì mở ra tử vi đã tử vong 200 vạn năm. Đại Toái mở ra hư không giới, rơi vào trong hư không không thể thoát thân, chỉ có thể chìm vào ngủ say. Phục Mân mở ra 3000 lục đạo giới, chủng tộc tiêu tan, chính mình cũng hồn phi phách tán. Hiện tại các ngươi ngây ngô hồ đồ mở ra khu luân hồi thứ 7, ta đã nhìn thấy kết cục tử vong của các ngươi. Hôm nay các ngươi chết ở nơi này chính là kết cục đã định trước rồi. Bỗng một cỗ chấn động kịch liệt truyền tới, cấm khu thời không thứ 6 đột nhiên chầm xuống, chìm về phía hạ giới. Sắc mặt của Tôn Tứ Diện Thần kia khẽ biến, từng gã trung nhạc nhao nhao nở nụ cười vô cùng hài lòng. Khu luân hồi thứ 7 đã mở ra, ngươi cảm thấy cấm khu thời không thứ 6 của ngươi vẫn còn ở trong đạo giới được hay sao? Không vào đạo giới khó làm đạo thần. Cấm khu thời không thứ 6 của ngươi tương liên với đạo giới, thế nhưng cấm khu thời không thứ 6 của ngươi cũng tương liên với khu luân hồi thứ 7. Khu luân hồi thứ 7 nhất thống lục giới luân hồi, cấm khu thời không thứ 6 cũng không thể thoát ly luân hồi được. Hiện tại đã bị kéo vào trong khu luân hồi thứ 7 rồi. Ngươi không cảm giác được cảnh giới của chính mình đang rơi xuống hay sao? Ngươi vừa rời khỏi đạo giới, cảnh giới trên liền rơi xuống, không còn là đạo thần nữa kìa. Hiện tại nơi này không còn là một bộ phận của đạo giới nữa rồi. Ngươi còn có thể vô địch giống như vừa rồi nữa hay sao? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 239 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Và tập 240 của chúng ta sẽ phát khoảng lúc 10 giờ, hơn 10 giờ một chút. Sau đó mình sẽ đọc Ngược Về Minh Chiều. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.